Cô xin chào các em đến với tiết học công nghệ 6. Sắp tới chúng ta sẽ có bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Thì hôm nay video này cô sẽ hướng dẫn cho các em cách ôn tập kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 trong năm học 2022-2023. Trong nội dung của bài kiểm tra sắp tới thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó là phần tự luận. Phần tự luận sẽ chiếm 6 điểm. Thì trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em các câu hỏi trong tự luận. Phần thứ hai là phần trắc nghiệm. Về phần trắc nghiệm này, các em hãy xem cho cô trong đề cương mà cô đã phát. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên trong phần tự luận có nội dung như sau. Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Như chúng ta đã học ở bài 1, tiết 1, thì các em có thể biết được vai trò của nhà ở sẽ gồm 4 vai trò. Vai trò đầu tiên là nhà ở sẽ là nơi trú ngụ của con người. Vai trò thứ hai, bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường. Những ảnh hưởng xấu ở đây có thể là bão, lũ lụt, sấm sét và một số thiên tai khác. Vai trò thứ ba là nơi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Nhu cầu sinh hoạt hàng ngày ở đây có thể là vui chơi, học tập, giải trí và ăn uống. Sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung của câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình mà em biết. Đối với các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện thì chúng ta có rất nhiều cách. Sau đây cô sẽ nêu ra 4 cách cơ bản nhất mà các em hay bắt gặp. Cách đầu tiên, chúng ta nên sử dụng thiết bị điện, đồ dùng điện khi mà chúng ta cần thiết. Và khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta nên tắt cái thiết bị đó đi để đảm bảo điện của chúng ta được tiết kiệm và ngoài ra nó còn giúp chúng ta tiết kiệm chi phí cho gia đình mình. Không những thế thì chúng ta nên điều chỉnh hoạt động của cái đồ dùng điện, thiết bị điện đó ở mức độ vừa đủ dùng, không điều chỉnh quá cao hoặc điều chỉnh quá thấp. Thứ ba thì chúng ta nên thay thế các đồ dùng điện, thiết bị điện thông thường bằng các đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng. Thứ tư, chúng ta sẽ tận dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng để có thể giảm bớt được các đồ dùng điện trong nhà như là bóng đèn, quạt máy vào buổi sáng sớm. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm hơn các chi phí trong gia đình. Ngoài ra còn góp phần cho chúng ta bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ được môi trường, tránh bị ô nhiễm. Đến với câu hỏi số 3 sẽ có nội dung như sau. Kể tên các đặc điểm của một ngôi nhà thông minh. Thì đối với câu hỏi số 3 cũng sẽ nằm trong bài số 3 mà các em đã học. Thì đặc điểm của một ngôi nhà thông minh sẽ gồm 3 đặc điểm như sau. Đặc điểm đầu tiên nó sẽ mang đến cho con người chúng ta sự tiện ích, sự tiện nghi. Thông qua các hệ thống điều khiển các đồ dùng điện trong ngôi nhà chúng ta tự động hoạt động theo chương trình đã cài đặt sẵn. Đặc điểm thứ hai của một ngôi nhà thông minh đó chính là tính an ninh, an toàn của ngôi nhà. Chúng ta có thể giám sát ngôi nhà từ xa và điều khiển các đồ dùng điện trong ngôi nhà mà không cần chúng ta có mặt ở trong trực tiếp ngôi nhà. Chúng ta chỉ cần sử dụng điều khiển qua các phần mềm đã cài đặt trên điện thoại hoặc cài đặt trên máy tính bảng hoặc trên máy tính xách tay. Đặc điểm cuối cùng đó chính là giúp chúng ta tiết kiệm được năng lượng. Ngoài việc mà chúng ta tiết kiệm năng lượng bằng việc tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên, từ gió, năng lượng từ ánh sáng mặt trời thì nó còn giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí cho gia đình mình cũng như là góp một phần bảo vệ cho môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Đến với câu hỏi thứ tư trong nội dung môn tập sẽ có nội dung như sau. Kể tên một số đồ dùng điện và một số đồ dùng chất đốt mà em biết. Đối với đồ dùng điện thì chúng ta sẽ có một số đồ dùng như sau. Như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, là vi sóng, bếp điện tử, máy lạnh, quạt máy, lò nướng, đèn chân, máy hút bụi, vân vân. Những đồ dùng điện này đa phần sẽ gần gũi với các em vì trong gia đình chúng ta
Đại đa số là sử dụng đồ dùng năng lượng điện là chính. Tiếp theo sẽ là một số đồ dùng sử dụng chất đốt. Trong đồ dùng sử dụng chất đốt thì chúng ta hay sử dụng trong gia đình mình nhất đó chính là bếp ga, bật lửa, xe máy, nến, đèn pin. Đối với khi mà chúng ta đi dã ngoại hoặc chúng ta tổ chức một buổi tiệc gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng thêm bếp than, bếp cuộn, quạt diêm, đèn dầu, lò sưởi than là những vật dụng sử dụng năng lượng chất đốt mà chúng ta ít gặp nhất trong gia đình hiện nay. Sẽ đi vào nội dung của câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng cho gia đình, môi trường và xã hội. Như cô vừa nêu ở các câu hỏi trên, thì khi chúng ta sử dụng tiết kiệm được năng lượng điện, năng lượng chất đốt, thì đối với gia đình thì nó sẽ giúp chúng ta giảm được chi phí sử dụng năng lượng. Hay nói cách khác là giảm được giá tiền khi mà chúng ta sử dụng năng lượng điện, và sẽ giảm được chi phí khi mà chúng ta sử dụng năng lượng chất đốt là khí ga. Còn đối với môi trường, sẽ giúp chúng ta giảm bớt khí thải và chất gây ô nhiễm, giúp cho môi trường của chúng ta thêm trong lành và hạn chế tình trạng bị ô nhiễm. Còn đối với xã hội sẽ giảm được chi phí về xây dựng nguồn năng lượng, như là chúng ta xây dựng các nhà máy điện. Và chúng ta sẽ có thể là giảm luôn các năng lượng dành cho phục vụ và sản xuất, như việc mà chúng ta khai thác dầu mỏ này, khai thác than để có thể sản sinh ra điện. Hoặc chúng ta chặt cây, đốn rừng, thì nó sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho đất nước, xã hội của chúng ta, giúp cho xã hội của chúng ta có thể ngày một phát triển hơn. Cô đã hướng dẫn cho các em củng cố lại 5 câu hỏi có trong nội dung môn tập giữa kỳ. Thì nhiệm vụ của các em sẽ về nhà học cho cô theo đề cương gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận. Để tuần 8 chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 cho thật tốt. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi.